Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thí. Em Thí xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh của em Thí trong thời gian qua. Hiện tại là em Thí đang ở xã Xuân Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, trên cái cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Kênh của em Thí là chuyên review về nhà đất, nhà phố, villa, biệt thự của thành phố biển Nha Trang và các huyện lân cận, và các vấn đề liên quan đến bất động sản như là công trình, kiến trúc, cơ sở hạ tầng. Bây giờ là em sẽ quay camera sau review về cao tốc. Dạ vâng, đây là hướng đi vô Nam. Cao tốc Nha Trang Cam Lâm này với chiều dài là hơn 49 km. Nó nằm ở phía tây của thành phố Nha Trang và đi qua huyện Cam Lâm. Dự án cao tốc Nha Trang Cam Lâm này là do tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Gồm có 4 làn xe. Rộng 17 mét. Đó, một làn xe này. 4 làn xe. Bên này hôm nay thì nhân ngày sinh của Bác Hồ thì tuyến cao tốc này là thông xe. Số lượng xe thì cũng chạy chưa có nhiều, rải rác. Đây, phía này là hướng này là đi hướng ra Bắc. Được khởi công là vào tháng 9 năm 2021 và đưa vào hoạt động sau 2 năm thi công. Và đặc biệt là cái tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm này nè, hoàn thành sớm hơn so với dự kiến là 3 tháng. Là một trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và một trong 3 dự án được đầu tư theo hình thức hợp tác hóa công tư. Một cái dự án rất là đẹp. Đặc biệt là cái dự án này được làm dựa trên các cái phương pháp rất là hiện đại, như cái khối bê tông ở chính giữa này được đốt đúc tại chỗ dựa trên công nghệ của Đức nên là rất là chắc chắn, đảm bảo về vấn đề an toàn đi lại cho các phương tiện. Hai bên thì được có thành sắt rất là kiên cố. Quá tuyệt luôn. Cái dự án này là đi qua 25 cây cầu và có 10 cây cầu vượt. 10 cầu vượt. Tập đoàn Sơn Hải là một cái tập đoàn rất uy tín và có thương hiệu. Đặc biệt là cái đoạn cao tốc Nha Trang Cam Lâm này thì được bảo hành 10 năm, cam kết bảo hành 10 năm. Đó, đây xe đi. Đó, xe đi. Đi hướng vô Nam. Trong tương lai thì các cái đoạn được thông xe thì từ Nha Trang đi vô Sài Gòn thì chỉ hơn 4 tiếng thôi, rất là gần. Nó sẽ góp phần thì giúp cho phần là giao thương giữa các tỉnh và vấn đề đi lại nó sẽ gần hơn và cái rất là tiện, thúc đẩy để phát triển kinh tế ngày ngày càng đi lên. Phía bên kia là khu công nghiệp Suối Dầu của huyện Cam Lâm. Đây về Nha Trang thì hơn 25 phút đi xe máy. Phía bên này là núi của xã Suối Tân này. Bên này thì trồng xoài là chủ yếu. Vâng, hiện tại thì em thấy đang làm bất động sản của ở thành phố Nha Trang nói riêng và các huyện lân cận nói chung. Thì gần đây thì em thấy cũng có sản phẩm bất động sản giá rất là tốt.
quý cô chú anh chị quan tâm thì cứ alo cho em sẽ tìm sản phẩm phù hợp cho quý cô chú anh chị. Và hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.